cái lúc đó là gần á, là gần cái đám Phú Phạc, là em là mang bầu trước cái đám đó. Em quen anh đó tổng cộng thời gian là bao lâu? Dạ là từ cấp quen tới cấp mà làm đám anh ở nhà em luôn, là anh đi làm, em cũng nghĩ là anh đi làm, em cũng chưa có biết gì nữa. Rồi xong cái 2-3 bữa sau, đâu cả tuần lễ sau em điện hoài, em thấy em điện không được. Rồi cái em điện, em nói mẹ ơi sao mà con điện ổng, con điện hoài thấy điện không được. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại Bùi Hồ và Úc Đồng Tháp đang có mặt tại huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Một cái câu chuyện lạ có thật giữa ngoài đời thật. Một anh chàng lạ mặt lừa tình gạt gẫm cô gái có bầu. Sau khi có mang thì anh chàng này lại làm thêm một cái đám cưới giả, thuê một người khác để mà thú phạt. Đó là một cái câu chuyện khá lạ đúng không cô bác quý anh chị? Và người đi thì cũng đã đi rồi, chỉ còn người ở lại một cô gái trẻ cùng với lại một cái bầu có mang. Hiện nay thì gia cảnh rất là khổ, không có tiền, người mẹ của cô gái trẻ này cũng phải hàng ngày bán vé số nuôi đứa con gái với một chiếc bụng bầu. Và thật sự câu chuyện đó như thế nào, Phương Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vào trong để gặp gỡ em, cũng như là thời gian sắp tới khi mà em sanh nở thì sẽ hỗ trợ em những cái lúc em thiếu thốn về tiền bạc vật chất ha cô bác quý anh chị. Anh chào em ha. À, chào chị ha. Đây là mẹ của em. Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Ngọc. Ngọc. Chị tên gì? Em tên Niu. Niu hả? Dạ. Ngọc là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 18. 18, còn chị? Em 38. 38. Chị cũng lập gia đình sớm ha. Có nghĩa là 20 tuổi thì cũng đã lập gia đình. Ngọc ơi, nhà mình ở đâu á? Dạ nhà em ở trong Vĩnh Sinh Lớn. Vĩnh Sinh Lớn trong đồ tẻ ông Cường à. Phú Cường. Dạ đồ tẻ ông Cường ở trong, ở đây chạy vô trong chút. Thoại Sơn luôn ha. Dạ. Mình không có nhà sao mà phải ở trọ ha Ngọc? Dạ có nhà mà tại vì công chuyện nhà với lại không được thuận này kia rồi em với mẹ mới đi ra ngoài ở. Ừ. Rồi ba của mình đâu? Dạ em không có ba. Không có ba? Dạ. Ủa không có ba là sao chị? Tình huống của bé Ngọc cũng giống như em hồi xưa vậy đó. Hồi trước em cũng bị người ta gạt, người ta bỏ thì em mới sanh cái Ngọc. Trời ơi. Thì quen ngược mà người ta nhẫn nhìn là bé Ngọc nhưng mà em cũng không chịu. À. Rồi nhưng bên còn bé Ngọc thì bây giờ như là bị người ta lừa, người ta bỏ. Trời ơi. À, Ngọc trước đây làm cái công việc gì? Dạ em làm phụ quán cà phê. Phụ quán cà phê? Dạ. Ở thành phố Long Xuyên luôn hả? Dạ không, ở Phú Hòa này, vòng vòng ở đây. À Phú Hòa gần đây. Dạ. Làm được bao nhiêu tháng thì em lại có mang? Em làm cũng lâu rồi, cái em mới gặp cái anh đó, anh vô, anh cũng vẽ trong quán á. Rồi cái ảnh ghẹo em. Rồi cũng được 3-4 ngày vậy đó, cái ảnh chọc em hoài. Cái ảnh nói giờ anh thích em quá à, rồi em sao? Cái em thấy, em ngại, em không trả lời. Cái em đi vô, cái vài bữa anh cũng hỏi em câu đó nữa. Em thấy anh cũng được, cũng dễ thương rồi, cái em cũng đáp lời lại. Rồi cái quen được 4-5 tháng gì đó, cái anh đòi làm đám, anh nói với em làm đám mà anh nói giờ anh muốn làm đám nhưng mà anh không có tiền, anh không có số tiền lớn để làm đám. Cái em nói vậy thôi, bây giờ anh làm cái tấm giấy kết hôn thôi được rồi, vậy là được rồi, khỏi cần đám tiệc gì hết trơn á. Cái anh không chịu, anh nói thôi bây giờ mình làm cái đám phú phạt đi. Rồi cái làm ảnh dẫn có một, anh dẫn người đó, có một cái người đó xuống mà em không biết mặt người đó luôn. Anh dẫn người nó xuống nói chuyện với mẹ em. Rồi cho bên em 2 triệu với 3 chỉ vàng. Rồi xong cái nói chuyện được một chút, cái ảnh với ông nó đi về. Rồi cái mẹ, cái bữa đó em với mẹ cũng hết gạo ăn rồi. Cái em với mẹ mới đem vàng đi cầm. Ra ngoài kiệm vàng thì người ta nói là vàng giả. Sự việc đó xảy ra lâu chưa? Dạ cũng mới đây à. Cũng cỡ vài tháng, mấy tháng trước. Em với anh đã quen được 4-5 tháng. Dạ. Và sau đó thì em sống chung với anh đó thì em có mang luôn. Dạ là cái lúc đó là gần á, là gần cái đám Phú Phạc, là em là mang bầu trước cái đám đó. Em quen anh đó tổng cộng thời gian là bao lâu? Dạ là từ cấp quen tới cấp mà làm đám anh ở nhà em luôn là cũng cỡ 8-9 tháng gì vậy. Em có lên nhà anh đó chơi chưa? Dạ có. Em có lên nhà anh đó chơi được mấy lần. Và sau đó thì mình chấp nhận sống chung với anh đó. Dạ không. Đám vậy xong rồi cái
ở bên nhà mẹ em, ảnh cũng đi làm tới lui vậy đó, ảnh cũng không ở. Em không lên nhà ảnh mà ảnh cũng không ở nhà em, lâu lâu của ảnh cũng có cái thăm em rồi ở qua đêm này kia, em cũng lên nhà ảnh chơi, cũng ở qua đêm này kia vậy đó, chứ không có ở lâu. Khi phát hiện mình có mang thì em nói với anh đó thì nó phản ứng như thế nào? Em nói với ảnh rồi cái ảnh cũng mờ rờ vậy đó, ảnh cũng không cười gì trơn, ảnh cũng giả bộ vui vui hay sao á, rồi cái ảnh hai ba bữa sau rồi cái ảnh giả bộ anh đi làm xa, rồi cái ảnh đi anh xếp đồ vô bị anh đi, anh quải bị lên anh đi, cái là anh nói với em thôi anh đi nghe, cái anh hỏi anh đi đâu, cái nói anh đi làm xa, anh quải bị lên là anh đi, là anh đi tới giờ luôn, cái em không liên lạc được, đến bây giờ là em không liên lạc được luôn. Dạ, coi như là anh trốn tránh trách nhiệm, chối bỏ cái bầu thai mà anh sống chung với em. Dạ. Em có lên nhà ảnh em kiếm một hai lần, mà em kiếm em hỏi người vòng vòng sớm á, thì người ta nói là đi đâu một cái tháng nay không thấy về. Rồi ba mẹ anh đó nói như thế nào? Anh đó, mẹ anh đó không có luôn, đi là đi hết nhà luôn, mà anh đó có mẹ không mà không có ba. Ba ảnh đi theo vợ bé, còn mẹ ảnh thì giống như học bị không được bình thường á. Cho nên là đi hết trơn nhà luôn, không có ai ở nhà hết trơn. Em thấy phá cửa rồi em mới qua em hỏi mấy người vòng vòng sớm. Em quen anh đó bao lâu thì em mới chấp nhận sống chung với anh đó? Dạ em quen được có 4 tháng, 4 mấy 5 tháng gì. Rồi xong cái ảnh mới kêu là làm đám vậy đó. Rồi cái mới không có sống chung, em với anh không có sống chung. Làm đám xong là anh cũng đi làm ở đây làm kia vậy đó. Rồi cái lâu lâu cái ảnh mới về nhà em trong nhà chổng á. Rồi ảnh cũng ngủ em về nhà ảnh nữa. Về ngủ qua đêm cái đi về đây. Chứ không có mạnh đến nào đi làm, chứ không có mà ở chung. Em chỉ mới phát hiện mình mang bầu thôi, đây thôi đúng không? Là hồi lúc em phát hiện mang bầu là cấp đó là em một tháng mấy rồi, là em mới nói với ảnh. Là em phát hiện rồi là em nói với ảnh là anh bỏ anh đi luôn. Lúc anh bỏ đi thì em có hụt hẫng dữ không? Không, cấp anh nói là anh đi làm, em cũng nghĩ là anh đi làm, em cũng chưa có biết gì nữa. Rồi xong cái hai ba bữa sau, đâu cả tuần lễ sau em điện hoài, em thấy em điện không được. Rồi cái em điện, em nói mẹ ơi sao mà con điện ổng, con điện hoài thấy điện không được. Cái mẹ nói mày điện thử hết chứ, mày điện thử Zalo, Facebook, số điện thoại, mày điện thử hết thì được chưa. Zalo, Facebook thì ra như là bị chặn vậy đó, còn số điện thoại thì giống như cái sim không còn xài nữa hay sao á. Rồi 4 tháng mấy thì bé trai hay là bé gái? Dạ bé gái. Vậy hả? Dạ. Rồi hiện nay là gia đình mình làm cái công việc gì để sinh sống cũng như là chuẩn bị cho việc sanh nở? Dạ mẹ em bán vé số, còn em thì giờ bầu bì không làm gì được hết, ở nhà em giữ em. Chị có mấy bé? Em có bé này, bé nhỏ. Bé nhỏ là bao nhiêu tuổi rồi? Bé nhỏ 8 tuổi. 8 tuổi rồi. Dạ. Chị nói cái câu chuyện là bé Ngọc giống như chị vậy hả? Dạ mà em hồi xưa thì cũng như cũng có người ta nhìn nữa, mà kiểu như ba em cũng không cho nhìn nữa. Bé Ngọc thì kiểu như bị lừa rồi bỏ. Khi phát hiện con mình bị lừa như vậy thì chắc em cũng buồn đủ hướng chưa mà không biết nói làm sao. Mình có an ủi bé không? Dạ có. Dạ, em cũng nói nhiều. Giờ em không có tiền lo cho nó sinh này á. Ngày là chị bán bao nhiêu tờ vé số chị đi? Em bán có 101 à. Tại vì lại em không có tiền để đưa với căn cước người ta. Vậy em bán 101 và em lời được 100.000. Mẹ con sống. Mình cầm giấy để cho người ta để mình lấy vé số chứ mình không có vốn đúng không? Dạ. Mình đưa giấy cho ông Hầu á, giấy căn cước của em á. Đưa cho ổng, em lấy bán được 101 thì em lời được 100.000, cái lời cái vốn của mình trả cho người ta. Lúc mình là con gái mới lớn, chỉ mới 18 tuổi thôi. Vì một lần lỡ dạy mà phải như vậy. Thì lúc mà anh người mà gây ra cho em tình cảnh như thế này đó, bỏ đi, không lời từ biệt, coi như là không liên lạc nữa luôn, thì có bao giờ với một cái bụng mang dạ chữa như vậy á, thì em có nghĩ rằng là mình sẽ không sanh em bé không? Dạ có anh, lúc đầu thì em có, em suy nghĩ, em nói với mẹ, em nói thôi bây giờ con mẹ con mình ra ngoài ở gì rồi, không có tiền, không có bạc gì hết trơn, mà giờ thêm nó nữa thì khổ quá.
em kêu mẹ dẫn em đi phá mà em nằm suy nghĩ hoài à, dẫn đi tới chỗ phá luôn. Rồi cái em mới nói, em buồn cái em nói thôi mẹ ơi, thôi mấy giờ về đi, nó cũng là mạng con người mà mình phá thì tội nghiệp nó lắm, nó nít đâu biết gì đâu. Rồi cái thôi em với mẹ mới về, mẹ nói thôi đi ăn cơm cháo gì cũng để nó nuôi hết trơn chứ không có phá. Hiện nay thì mẹ mình bán một ngày hơn 100 tờ vé số thôi. Việc ăn uống dinh dưỡng cho bé thì như thế nào? Dạ thì mẹ em bán ngày có 150 rồi ạ. Thì cái tiền lời đó mẹ em lấy có 100 ngày thì ăn cũng ăn, mua đồ ăn chứ không có ăn gì nhiều nha. Rồi tiền nhà trọ là bao nhiêu một tháng chị? Nếu như em ra đây ở thì ông cho người ta mướn là 1.200.000 đó. Mà ông thấy em gì thì mấy ngày 2 tháng nay em chưa có đóng. Tại vì ông thấy mẹ con em gì đó, rồi em nói cậu ấy ơi, giờ con chưa có tiền. Rồi ông cũng mới ghé hồi nãy nhưng mà em mới không có tiền nữa. Chứ mấy anh đừng cho bữa giờ 20 triệu, em mua đồ, mua học hết rồi. Mà tiền đó em đâu có dám làm từng bậy đâu. Giờ cũng như tiền sinh đẻ mình học em cũng không có đâu. Thì em cũng như là mong muốn cho bên đội của mấy anh, mấy chị giúp đỡ cho em xin hết tiền, em mong cho nó học sinh. Ngọc năm nay mới vừa tròn 18 à hả? Dạ. Trời ơi, trước giờ mình có đi ra đường rồi nhiều không? Sao mình lỡ dại vậy? Dạ không anh, em ra ngoài em làm không chứ em không có đi chơi bời hay là gì hết trơn. Từ cấp 16 em nghỉ học, là em đi 16 tuổi là em ra ngoài em làm tới giờ luôn chứ em không có đi chơi hay là gì hết trơn. Bây giờ chắc trong cái mình, trong tim mình chắc mình hận cái đó lắm à? Dạ. Em nói với mẹ, như bây giờ em hận, hiện tại bây giờ em hận là cái câu chuyện này em cũng không có muốn nói ra nữa, nhưng mà tại có mấy anh lại quay thì em chia sẻ ra, chứ em bây giờ em không muốn nói gì tới người đó nữa trơn. Mình có ước muốn gì không Ngọc? Dạ em có cái ước muốn là em muốn từ đây tới lúc em sanh có một số tiền đặng cho em sanh, tại vì mẹ em bán cái số không ngày không được nhiều hết trơn, rồi tới đó không có tiền sanh. Em muốn cầu cứu mấy anh xin với Mạnh Thường Quân cho em một số tiền em đi sanh thôi, chứ em không muốn gì nữa trơn. Còn cái người đó thì em coi như là không có trong cuộc đời em. Khi mà chia sẻ cái câu chuyện mình như thế này trên mạng em ngại không? Dạ không anh. Thật ra hả? Em còn muốn cho cái người đó biết đặng mà thấy mấy cái đoạn clip này nữa. Nếu như người ta thương thì người ta đã ở lại rồi, đã không đi. Còn người ta không thương thì người ta mới ra đi mà như vậy thôi. Anh muốn chia sẻ như thế này nè. Thật ra thì là con gái mới lớn mà trót lỡ như vậy rồi thì chỉ biết giấu kín thôi. Vì mình còn một cái tương lai rất là dài ở phía sau nữa, chứ không phải là bao nhiêu đây thôi. Mà chia sẻ cái câu chuyện này lên mạng này chắc có lẽ là một phần đó thì em sẽ rất ngại với mọi người. Vì người ta mang cái tiếng là, nếu như mà người ta tiếng xấu tí xíu người ta gọi là chủ quan đó. Nhưng mà anh nghĩ rằng với cái tình yêu thương của em dành cho con của mình á, nghe cái chi tiết mà em kể là đi đến cái chỗ mà phá thai rồi, thì em nói cái câu chuyện là mẹ dù sao nó cũng là một con người, nó vô tội mà, thì anh tin rằng là cô chú sẽ đồng hành với em để cho bé ra đời mẹ tròn con vuông. Ở trong bụng là bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Bé gái hả? Dạ. Ở nhà mẹ bán được nhiêu là nhiêu, thiếu ngày này ngày kia không biết là tiền trọ thì ta đuổi như thế nào nữa hả? Dạ, em cũng nghĩ tới đường đó thôi. Em nghĩ tới đường ta nhà trọ sẽ đuổi. Mẹ thì như một vòng lặp ha, hết mẹ rồi tới con. Rồi bây giờ ba của bé Ngọc có biết không? Thì lúc kia thì cũng như là bên chồng của em á, là cha bé Ngọc cũng mới ngang cửa nữa, rồi bỏ em thì đó. Giờ bé Ngọc hôm nay 18 tuổi á, có thời gian hồi Tết bây giờ cũng có nhìn nữa, nhìn mà cho bé Ngọc có 500.000 mẹ muốn cho bé Ngọc. Rồi cũng có vợ có con rồi mà cũng đi về Sài Gòn sống đó, rồi
lúc em còn xài cái sim kia mà điện làm phiền của em mẹ luôn mà. Em không muốn làm phiền em nữa. Tại khi 18 năm đã bỏ em rồi, bây giờ quay về làm chi nữa. Em cũng không thích. Cho chị không bước thêm bước nữa để mà có người san sẻ với mình. Bây giờ em không muốn gì hết, em muốn mẹ con em sống hạnh phúc như là đủ rồi. Tình thương là như là đủ, không muốn ai xem vô cuộc sống mẹ con em nữa. Mình một lần như vậy đã trải qua một cái nỗi đau rồi, thì gặp con mình như vậy chắc nằm đêm là phải chảy nước mắt ướt gối hết hả chị? Một mình phải bươn chải nuôi hai đứa bé nữa, còn đứa bé sau là con của anh luôn hay sao? Là kiểu như là em cũng đi làm Vũng Tàu một thời gian đồng hồ ấy á, rồi cũng có bà chị làm hai gì đó, rồi em cũng có bước thêm bước nữa, rồi cũng có làm đám cũng đàng hoàng, đám cưới cũng đàng hoàng nữa. Rồi mới đã sanh con bé này, rồi sau em thấy nó ăn chơi quá, em về quê em ở tới giờ. Khi em mang bầu cũng có 1 tháng hả, rồi em về mẹ em ở, em sanh tới giờ con bé em ơi em nuôi luôn. Nghĩa là cùng mẹ khác cha, khác dạ. Cùng mẹ khác cha dạ. Bây giờ là gia đình là bế tắc hết rồi. Dạ. Đâu có biết làm sao hai người phụ nữ mà gồng gánh thêm cái bụng mang dạ chữa như vậy nữa. Nghe nói là anh Nguyễn An Giang có mua cho mình cái bảo hiểm rồi hả? Dạ có. Có mua bảo hiểm rồi ha. Dạ. Gia đình mình còn thiếu thốn nhiều không? Dạ em cũng thiếu đủ thứ hết trơn nhưng mà em không có tiền. Hôm nay gia đình mình ăn cơm với gì chị? Em không có gì ăn cơm hết trơn. Cái gì? Không có gian cơm rồi ăn gì? Chiều chính mua một dịch xào với qua. Buổi sáng kìa. Buổi sáng à, em không có mua gì ăn chứ. Tại vì chiều qua em nghỉ, rồi em không có bán. Giờ này chị còn vé số không? Em không chưa có đi lấy nữa. 4 giờ rưỡi em mới đi lấy. Mình phải cầm giấy căn cước của mình cho chủ vé số. Mình để đó hoài luôn á. Để đó hoài luôn, chừng nào mình nghỉ bán thì mình lấy lại. Chừng nào còn không thôi, chừng nào mình có tiền thì mình đưa người ta, mình lấy lại. Đi ra đường không có giấy căn cước, không có giấy gì trong người hết á. Giấy căn cước bây giờ em để đằng hậu rồi. Em để hoài luôn, em bắt hoài, em để hoài. Chừng nào em có tiền em đường ta em lấy giấy căn cước rồi. Bé Ngọc có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi bán giấy số phụ mẹ không? Dạ lúc bữa hổm em có mà dạo này em mệt với lại em giữ nhỏ em nó không dám ở nhà mình nên thì em mới nghĩ. Với lại mang thai thì cũng bị hành đúng không? Dạ. Nhà mình cách đây xa không chị? Dạ cũng tầm cũng có cả chục cây số ạ. 10 cây số mình ra đây mình phải bán ở đây. Ở đây được 4-5 tháng rồi. Anh muốn em chia sẻ cái câu chuyện là anh nói anh thú phạt là cái người thân là cái người đi với anh đó là người thân của anh hay là gì sao? Cái người đó hồi đó nhà em vô nhà anh em cũng thấy người đó mà em cái cấp mà anh vô anh làm đám xong chân rồi cái em hỏi ủa cái người đó là ai vậy? Cái anh nói là anh mà anh ảnh có nói là anh họ hay anh ruột gì chứ. Rồi em cũng thôi, em cũng nghĩ không có gì, em bỏ qua em không có hỏi nhiều tới. Rồi cái ảnh dẫn tới mà nói chuyện có chút xíu rồi cái anh bỏ đi. Cái đầu cái là nói với mẹ em thôi đi về là đi đó chứ không có nói chuyện nhiều chứ. Vậy là có đem có làm một cục cặp dịch thú phạt với lại 3 mấy triệu. Dạ, 2 triệu. 2 triệu. Dịch chứ chứ kiểu như là đưa cho em 3 triệu có 2 triệu chứ mày 2 triệu với lại 3 chỉ vàng rồi xong bữa đó hết gạo ăn rồi em mới ngọc tôi cầm cổng dây chuyền em cầm nó phát hiện ra vàng giả trời rồi em mới điện em điện em kêu đi về nghĩa ơi về mẹ nó nghe nè thì cũng đi về mà nó kêu bằng chị không à trời nó thương con Ngọc nó kêu bằng chị không à ủa trời ủa sao kỳ em không biết lý do nữa. Rồi cái nói về đây chị nó nghe nè, rồi em nó mới đi về, rồi em mới gói vàng lại em đưa nó nói nè, tôi đưa lại cho mày thì mày tự hiểu. Rồi xong như nó mắc cỡ cái gì rồi nó cắt liên lạc với mấy Ngọc luôn, tới nay em điện không được. Chị cũng tử tế ha, tôi đưa cho mày thì mày tự hiểu. Là tiệm vàng nói vàng giả lúc mà kẹt quá thì tiệm vàng, đem đi cầm, đem đi cầm. Dạ. Tiệm vàng xác nhận nó là vàng giả. Dạ. Trời ơi trời. Vậy là anh này anh lừa đảo rồi. Dạ em không có cuốn cập dịch gì hết trơn á. Cũng như là cho em 2 triệu vậy nè. Em mua đồ ăn á. Cũng như mấy anh em mình nè. Em kêu cho hay vậy nè, nhà em chơi vậy đó. Rồi cũng như nó mông công canh rồi cuốn rồi mua đồ ăn. Nó ngay 2 triệu đó mua cũng tầm tầm cũng hết cỡ 1 triệu ngoài rồi. Rồi cái bắt đầu lẽ mấy anh là em không mua một sọc bia gì cho người ta uống cũng kỳ đi. Nó ngay cũng có mua nữa. Rồi cái cũng ăn uống mà nó ngay hùng bia cũng còn nguyên à.
Y gan là kiểu như là kiểu làm đám thôi, cũng như là cùng ông muốn lấy cục hơi, y gan là chị giặt gì đó. Mà ông kia cũng im lắm, cũng bận đồ, ăn tini, mua quần nữa, đầy giày nhớ rồi dữ lắm. Ôi trời. Vậy đó, gọi xíu à, rồi đi à, nói còn nói với em gần câu là em có ăn chị ơi là thằng Trọng nhỏ này nè, thằng Trọng mới Ngọc á. Kêu bằng chị chứ mà. Nói, em có ăn chị ơi, rồi xong rồi đi về, còn gia đình mình ăn vậy đó. Rồi là tới nay là cũng như là cắt liên lạc luôn với bé Ngọc. Vậy là bên kia qua hai người hả chị? Dạ qua hai người, có thằng Nghĩa, chồng của Ngọc. Chồng với lại người hàng xóm anh này nghe nói là thôi mượn thôi hay mướn gì á. Em cũng bằng đồ lịch sự lắm. Cũng lại nhà mình cũng muốn mua lịch sự nói chuyện cũng đàng hoàng. Rồi xong rồi đi mất tiêu. À, anh này anh ảnh cũng tinh ly mà ảnh lừa gạt cho đến giây phút cuối cùng luôn, tới ngày ảnh cuốn gói ra đi luôn ha. Rồi bây giờ nếu như mà anh đã quay lại em có chịu không Ngọc? Dạ không anh ơi, em giờ em không, bây giờ em lo con em thôi, cho nó mạnh khỏe thôi, chứ người đó em coi như không có trong cuộc đời em nữa. Em không biết nói sao nữa, nói chung là giờ em không có muốn suy nghĩ hay là nói gì tới cái người đó nữa trơn. Dạ. Em có lo lắng miệng đời nói rằng là con gái mới lớn có không có chồng mà lại có con không? Không, em không lo miệng đời. Nói sao nói, em thì em lo em thôi chứ em lo người ta làm chi. Người ta nói gì thì kệ người ta. Em bỏ ngoài tai hết à. Dạ. Còn 5 tháng nữa thì bé chào đời. Cho em tham quan cái bữa cơm của mình được không? Dạ được. Đây nè hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì hả chị, này gì á? Cái đó là đám dỗ rồi gì bả cho em miếng hồi sáng tới giờ. À, cà ghi hả? Dạ. Cà ghi người ta cho đúng không? Dạ. Nghe cái câu chuyện hai mẹ con tâm sự mà bây giờ thì ở trong cái căn phòng trọ vừa nóng nực như thế này, uống đã đổi khó khăn rồi, bây giờ lại thêm bụng mang dạ chữa, rồi hai người phụ nữ phải lo cái ăn cái mặc, rồi lo thêm cái chuyện sanh nở nữa thì vô cùng khó khăn. Anh thì nghe anh Nguyễn nói về hoàn cảnh của mình, anh Nguyễn ở An Giang này, thôi thì bây giờ anh không biết nói gì hơn. Anh hai mặt mình quân á, gửi cho em, gửi cho chị đi ha, gửi cho chị thay mặt cho cô My ở Mỹ á, gửi cho chị trước tiên là 1 triệu để chị lấy giấy căn cước ra để giấy ở trong người, hoặc là chị có thể là gửi tiền trọ sao cũng được nha, để mà chị làm vốn. Cái này là phần của chị, trước tiên là em gửi cho mình 1 triệu trước để mình xử lý cái chuyện đó ha. Rồi đây em gửi đẩy rồi, người ta đuổi mình, tại hôm trước thì Bùi Hồ cũng nghe nói là anh Nguyễn anh cũng có trao 1 phần nữa. Đây là phần quà của cô My ở Mỹ gửi cho mình ha. Vì anh cho em gửi lời cảm ơn cô My ở Mỹ rất nhiều. Phần thứ hai anh muốn nói như thế này. Đến trước khi ngày sanh nở đó, hoặc là ngày sanh nở gì đó, em điện thoại cho anh Nguyễn hoặc là cho anh cũng được, và anh thay mặt cho nhóm sư cô ở Lâm Đồng Đà Lạt gửi cho em 5 triệu đồng để em sanh nở. Đến đó thì cứ nói với anh, thì anh sẽ, anh cùng với anh Nguyễn, anh sẽ với anh Nguyễn sẽ sát qua đây. Anh Nguyễn ơi, em nói nghe, để mà gửi cho em, để mà em hỗ trợ chi phí tả sữa gì đó ha, để em cho bé được chào đời. Em sẽ ngày hôm bé sanh nở đó thì tí xíu anh sẽ xin số điện thoại của em, cũng như là em có thể gọi cho anh hoặc là anh Nguyễn. Anh không nghe điện thoại được thì anh Nguyễn, anh sẽ gửi cho anh, thay mặt cho nhóm sư cô ở Lâm, ở Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng á, gửi cho em 5 triệu để em đi sanh nở. Dạ. Ha. Dạ. Để rồi, yên tâm chưa? Sao đi, mấy tháng rồi. Nhưng mà bây giờ thì em giữ tới đó, cái em qua em gửi khi mà bé chuẩn bị sanh á, gửi cho bé, giữ cho bé yên tâm. Rồi được chưa? Dạ. Rồi vậy. Dạ em cảm ơn anh với em cảm ơn cô. À, dạ. Ở trong đoạn video clip này thì anh chưa trao em, anh giữ cái phần đó coi như là phần để cho em để dành sanh nở, mua áo, mua quần, mua tã, mua sữa gì cho bé, được chưa? Dạ. Đừng lo lắng nữa nha. Đừng lo lắng nữa. Dạ. Anh hứa là có, em cứ yên tâm. Ha. Dạ. Rồi em có muốn nói lời nào em với lại mẹ, có muốn nói lời nào với lại các cô chú Mạnh Thường Quân không? Dạ con cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mẹ con
con không có gì, con không biết nói gì nhiều nữa, con biết gật đầu cảm ơn cô chú nhiều lắm. Em cũng giống như bé Hồ. Thôi thì ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với Út Đồng Tháp có mặt ở đây chia sẻ cái đoạn clip này, thì một phần là cuộc sống riêng tư thì Bùi Hồ không muốn hỏi sâu thêm, nhưng mà không hỏi sâu quá thì không, cô bác của chị không hiểu hết, mà hỏi sâu thì chắc có lẽ là sẽ đụng chạm đến cái nỗi đau. Có gì thì em bỏ qua cho anh với lại Út Đồng Tháp nha. Và cố gắng vui vẻ lên, mọi người sẽ luôn bên cạnh em vì cái tình thương của em dành cho con của mình, dành cho nấm ruột của mình ha. Còn bây giờ thì Bùi Hồ của Út Đồng Tháp xin chân thành cảm ơn cô My ở Mỹ cũng như tất cả các quý mạnh thường quân, quý nhà hậu tâm đã đồng hành cũng như là hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn ha. Rồi, xin chào.